chào quý khách. Hiện tại Office Sài Gòn của chúng tôi đang có mặt trước tòa nhà Empire Tower nằm trên đường Hàm Nghi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều diện tích cho thuê linh hoạt cùng với mức giá thuê hấp dẫn, chắc chắn đây sẽ là lựa chọn một quý doanh nghiệp không thể bỏ qua. Ngay bây giờ kính mời quý khách cùng chúng tôi tham quan tòa nhà. Tòa nhà Empire Tower tọa lạc trên mặt tiền đường Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường Hàm Nghi là một trong những tuyến đường đắt giá, tập trung nhiều cao ốc cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, thu hút nhiều đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Empire Tower có chủ đầu tư là công ty Dragonfly, được đưa vào hoạt động từ năm 2008. Từ khi hoạt động đến nay, Empire Tower luôn là một trong những lựa chọn thu hút được nhiều quan tâm của các doanh nghiệp trong chuỗi văn phòng cho thuê tại quận 1. Văn phòng cho thuê Empire có kết cấu gồm một hầm 14 tầng với tổng diện tích cho thuê trên 2.500 m², trong đó diện tích mỗi sàn là 170 m². Quý doanh nghiệp có thể thuê nguyên sàn hoặc chia nhỏ thành các diện tích cho thuê linh hoạt như 70, 100 và 300 m², hoặc có thể thuê một lúc nhiều sàn với diện tích trên 500 m². Tòa nhà Empire có thiết kế mang phong cách châu Âu, sáng tạo theo không gian mở đa chiều và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, tận dụng diện tích để tối ưu công năng sử dụng, cùng với trang thiết bị nội thất sang trọng đem lại cho khách thuê sự chuyên nghiệp. Sàn tòa nhà được tráng lớp phủ theo tiêu chuẩn mới nhất nhằm đem đến sự chắc chắn cho khách thuê văn phòng. Ngoài ra, sàn tòa nhà chống trơn trượt, chống nứt, chống cháy đem lại cảm giác an toàn cho doanh nghiệp khi thuê văn phòng tại đây. Tòa nhà được thiết kế chuyên nghiệp, hệ thống điện chiếu sáng theo hệ thống bóng đôi rất tốt, đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho toàn văn phòng. Tường vách cách âm tốt, đảm bảo sự tĩnh lặng riêng biệt của từng công ty khác nhau trong tòa nhà. Độ cao của trần nhà đạt kích thước chuẩn, đảm bảo sự thông thoáng cho không gian của từng công ty. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, tòa nhà Empire Tower còn được trang bị đầy đủ các trang thiết bị chuyên biệt phục vụ cho văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế như hệ thống thang máy tốc độ cao đảm bảo an toàn khi sử dụng, hệ thống máy lạnh trung tâm, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn quốc tế, lối thoát hiểm linh hoạt ở mỗi tầng. Với vị trí đắc địa ngay khu trung tâm tài chính của quận 1, nên bao quanh tòa nhà là các trung tâm thương mại, khu mua sắm, nhà hàng, khách sạn, trụ sở ngân hàng, các công ty tài chính và các tòa nhà cho thuê văn phòng hạng A như Bitexco Tower, Havana Tower. Có thể nói, tòa nhà Empire Tower là nơi lý tưởng để các công ty và tập đoàn lớn đặt trụ sở hoạt động kinh doanh phát triển lâu dài và thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu về tòa nhà. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá thuê, các bạn hãy liên hệ ngay với Office Sài Gòn theo hotline 0987110011 hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website www.officesaigon.vn để được hỗ trợ tư vấn. Các bạn cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Office Sài Gòn để nhận thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Văn phòng cho thuê chuyên nghiệp Office Sài Gòn, hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn.